Xin chào các bạn. Bỏ mấy ổ mì ăn mấy bữa lại hết trơn. Mình nuôi tập trung đông vậy nè, mấy bạn cứ mỗi lần lâu lâu mình vô cho ăn 4-5 ngày mình dọn chuồng mà cho nó sạch sẽ, chuồng mình tạo rất sạch trơn, ba cát gom lại. Như khi mấy con cu nó ở ngoài thiên nhiên nó cũng nó ở sạch chứ nó đâu ở dơ mà. Nhiều khi mình ẻ mà không dọn ba cái phân của nó hôi với nó ấy, nó gây ra bệnh này bệnh kia, đau mắt rồi tùm lum. Bởi mình quét thường, từ hồi mình nuôi giờ là mình dẹp dọn sạch ra, cạo phân. Đây mình trồng mấy cái đinh lăng, nó ăn lá đinh lăng. Cho nó ăn hết lúa. Cái lưu ý là mấy bạn nuôi thả chung rồi nuôi sinh sản đừng thả mấy con nội này vô, nó ăn trứng hết rồi đó. Nói với mấy con chè than cái chè nữa nè, nó mổ trứng ăn hết rồi. Cái này tại mình nuôi đam mê chui, bữa nào mình tách cặp ra chứ để vậy là mấy ông nội này nó ăn hết, nó mổ trứng ăn hết. Thấy nó rồi, nó là lưu ý cho mấy bạn có nào muốn nuôi sinh sản còn nuôi chơi thì được. Quét chuồng sạch sẽ mà cho ăn uống đầy đủ, chỉ lúa với thức ăn là tự động nó sung, với đặt chuồng ở nơi thoáng mát. Nuôi trong lòng thì mình dọn sạch cứt, có khay mình dọn. Nói chung cái dòng này nó cũng ăn ở sạch, tại mình nuôi gò bó quá thì nó phải chấp nhận, nó phải chịu nó ở rồi, chứ thật ra nó cũng ở sạch. Ngoài thiên nhiên là nó bay trên cây không, chỉ ăn rồi nó xuống đất nó kiếm ăn rồi. Nuôi LV mà cái chồng lòng nhỏ mà cái số lượng này nuôi cũng ít đạt hiệu quả. Nuôi đạt hiệu quả là bạn phải cái lòng LV phải rộng, có bề ngang phải 5-6 mét, dài khoảng cũng 7-8 mét vuông vậy đó. Mà nó rộng nó không có dành ổ, còn nó cái LV mình nó nhỏ là nó bề ngang có 2 mét, dài 3 mét, cao 2 mét mấy.
nó chặt, nó bắt cặp nó đẻ rồi cái nó dành ổ, mình cũng làm ổ nhiều, mình thanh dành bạn nó đánh bể trứng. Con này là con trống nè, con bông này là con trống nè, con giữ. Bánh mì nan mực là nó quất hết luôn, ăn xong rồi uống nước cái là nó phải nén. Xong lại nó nằm bên giờ cánh rồi, chuồng quét dọn sạch sẽ. Mình vệ sinh chuồng sạch sẽ là cảm giác nó thấy thoải mái như mình. Cạo mình lắp lên đó khơi gốc ba phân rồi nó lẹ phân quỷ, nó ướt ướt rồi nó phân quỷ. Đổi hai cặp trứng mà có một cặp hôm qua bị vô rắn nó làm hết một trứng, còn một trứng còn cặp kia như tơ chim tơ mới nở mình đổi nó đạp chưa có trống, hai trứng nhỏ mình đập bỏ. Xong nó nằm nằm giờ cánh rồi. Gái suốt ngày mấy này Thank you.
bye, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha, bye bye.